Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua và ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000m trên khu vực Bắc Bộ, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ các nơi giảm và độ ẩm tăng. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các nơi phổ biến đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nên nhiệt độ và độ ẩm ít thay đổi. Bản tin sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26 đến 31 độ. Cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.